công thức để tạo nên một sản phẩm điều trị sẹo lỗ bao gồm những gì? Hôm nay hãy cùng Dr. Sa tìm hiểu nhé. Sẹo lỗ hình thành khi da không có khả năng tái tạo mô, chúng là kết quả của việc bị nhiễm chất cá và thủy đậu nặng. Ngoài ra, sẹo lỗ còn là kết quả của việc tẩy thoát nước ruột không đúng cách. Trên thực tế thì không có bất kỳ một sản phẩm nào có thể trị dứt 100% sẹo lỗ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có những sản phẩm hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị sẹo lỗ như là: thứ nhất, đó là Retinoin, PRP, Matrix hay là Serum ETF. Những sản phẩm này nó đảm nhiệm vai trò là tổng hợp collagen thúc đẩy mô sẹo. Ngoài ra, nó còn có chức năng là sửa chữa, kích thích sự sản sinh của tế bào mới. Riêng đối với Retinoin và Tretinoin thì chúng ta phải sử dụng trước 1 tháng để điều trị và phải ngưng 2 đến 3 ngày trước ngày điều trị. Sau khi điều trị xong khoảng 1 tuần, da mong manh chúng ta sẽ tiếp tục dùng để duy trì. Sản phẩm thứ hai đó là acid hyaluronic hay được viết tắt là HA. Đây là sản phẩm cấp nước cấp ẩm cho da, nó sẽ hỗ trợ trong quá trình tái tạo da và đầy mô sẹo. Và sản phẩm cuối cùng đó là vitamin C, thì đây là sản phẩm sẽ hỗ trợ trong quá trình trị thâm, đường màu sẹo và màu thâm sẹo. Thì những sản phẩm trên nó chỉ hỗ trợ trong quá trình điều trị sẹo của chúng ta. Muốn sẹo cải thiện một cách tối ưu và hiệu quả nhất thì chúng ta phải kết hợp với những biện pháp xâm lấn như là laser, bóc tách hay là lăng kim. Thì để tìm hiểu rõ hơn về những phương pháp điều trị sẹo lỗ, hãy like, share và theo dõi Dr. Sa nhé.